mọi người, mình là Tú Anh Official. Hiện tại thì mình đang có mặt tại Đồng Tháp. Và một địa điểm du lịch tiếp theo mình xin giới thiệu với mọi người đó chính là khu du lịch Xẻo Quýt, nằm ở giữa hai xã Mỹ Hiệp và xã Mỹ Long ở huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Bây giờ thì mọi người cùng đi tham quan với mình nha. Đây là khu du lịch Xẻo Quýt nè mọi người. Trên đường đi vô Xẻo Quýt á, rất là đẹp mọi người. Hai bên nó có các cánh đồng sen và cánh đồng lúa. Đây là bản đồ khu du lịch đây. Bây giờ là mình tới đây là cũng gần 4 giờ chiều rồi. Đây là đường đi vào nè mọi người, thấy có đẹp không? Rất là đẹp luôn ha. Mình mới dự gửi xe, một vé gửi xe là 3.000 nha mọi người, rất là rẻ. Ở phía đường vào khu du lịch thì có một con kênh, để mình xuống quay con kênh cho mọi người xem. Hội đảo quá, nhìn rất là yên bình mọi người. Đây có một con kênh nằm này, mọi người thấy nước chảy không? Nước chảy xuống đó. Rồi ở đây cây rất là nhiều, rất là mát, đường đi khu du lịch rất là mát. Rồi bây giờ thì mình sẽ lại mua vé. Đây là bảng giá vé nè mọi người. Người lớn là 20.000, trẻ em dưới 1m4 là miễn phí ha. Chỉ có tham gia dịch vụ chèo xuồng không? Không, mình đi tham quan tới chiều rồi, tại chiều rồi. Ở đây mấy giờ mình đóng cửa vậy em? Bây giờ là mấy giờ rồi? Rồi, chị sẽ đi tranh thủ chị đi tham quan. 16:30 là đóng cửa mọi người ơi. Bây giờ là 16 giờ rồi, tại vì mình đến trễ. Cho nên là có dịch trong đây, có dịch vụ chèo xuồng mà mình đi trễ quá cho nên thôi mình sẽ quay sơ sơ phía ngoài thôi. Đường vào có hai bên, là một bên là một cát bụi tre, còn một bên là những cái hàng cây, nhìn rất là mát mẻ luôn, rất là đẹp. Nè mọi người thấy các bụi tre không? Rất là nhiều luôn, mát ơi là mát. Và phía bên khu du lịch thì có một con kênh. Lá sen. Lá sen mà kiểu sen vậy á. Mình đẹp lắm mọi người, để mình đi xuống đây. Xuống đây chơi, đi xuống đây tham quan. Nè mọi người thấy mấy cái này có đẹp không? Rất là đẹp luôn ha. Đứng đây là chụp hình là rất là đẹp. Ở trong đây cũng có những cái cảnh mà khung cảnh của ở miền Tây á. Để mình sẽ quay từ từ cho mọi người cùng xem. Bây giờ thì mình sẽ đi vào. Nãy giờ là mình chưa có vào trong cái trung tâm của khu du lịch nha mọi người. Đây chỉ là mới là cái đường đi vào thôi. Phòng phía bên này mình sẽ đi vào bằng
đi từ từ. Đi xa quá là nói chuyện không nghe đó. Đây là đường để đi vào văn phòng gì hồi nãy quên rồi ta. Văn phòng sẽ quýt. Văn phòng sẽ quýt gì đó. Không biết ta có chơi vô không. Đây là những cái nhà sàn và phía bên đây là một cái hồ nhỏ nhỏ. Nè, trong đây người ta có trưng bày mấy cái này nè. Súng. Biết đây là mấy cái đồ của chiến tranh hồi xưa ha. Đó, đây là đồ của y tế ngày xưa nè. Dù, tấm vải dù, võng dù, mền, mùng dù, ở bên đây nữa là lò rèn, lò củi tự động, tự chế. Lò củi tự chế, cối đá. Đây mọi người. Các vật dụng ngày xưa đó mọi người. Nhìn cái bếp của miền Tây ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi qua bên đây luôn mọi người ơi. Ở đây có nguyên một cái hàng hoa ở trên đây nè, rất là đẹp luôn nè. Ngoài này mát, thiệt là mát luôn. Mình sẽ đi quay từ từ cho mọi người xem ha. Ở đây cũng có những cái chỗ để mình các em chụp hình rất là thích. Cũng dân dã miền Tây thôi nhưng mà nó giản dị rồi, nhìn nó cũng thấy hay. Đây là cái chỗ để người ta bán nước ăn uống rồi nè. Mọi người ơi, bây giờ chúng ta tiếp tục qua một cánh đồng sen nha mọi người. Rất là đẹp luôn nè mọi người. Ôi, khu này rộng lắm luôn. Tại mình đi trễ á, cho nên là trong đây giờ chỉ còn có mình, hai chị em mình thôi. Bây giờ thì mình sẽ đi xuống cánh đồng sen đây. Buông xuống. Xin lỗi mọi người nha, đây là cánh đồng bông súng. Không còn một tiếng nữa nè. Vòng vòng khuôn viên cái hồ này á mọi người là có những bụi tre, những cây tràm, cây đuốc. Mình sẽ đi lên nha mọi người. Mình đi lên, mình sẽ đi qua khu tiếp theo. Ở trong này thì nó có một cái sân khấu.
sân khấu cũng lớn lắm. Đó mọi người thấy không, có một cái sân khấu mà giờ thì cũng không có ai hết đó, tại chiều rồi. Chiều rồi người ta cũng về hết rồi mọi người. Ở đây có một cái cầu khỉ nữa nè. Đây là một con kênh nằm xung quanh khu rừng tràm. Giờ thì mình sẽ đi lên. Mát lắm, ở trong đây mát lắm mọi người. À, bây giờ chiều thì mát là đúng rồi, nhưng mà mình nghĩ là buổi trưa hay gì đó cũng sẽ mát thôi, tại vì cây rất là nhiều. Rồi mình sẽ đi lên phía trên thôi. Ở đây có trưng bày các dụng cụ đánh bắt cá như nè. Đây là đặt vớn nè mọi người. Bên đây là ụ rơm. Đây các dụng cụ để làm lúa. Làm lúa đàm đồng nào của người miền Tây ha. Tát gào sòng. Đây các dụng cụ của người dân miền Tây bên này nữa. Này là đặt lợp nha mọi người. Mọi người có ai là người miền Tây không ạ? Mọi người xem những cái hình này thì mọi người có nhớ quê không? Rồi bây giờ mình sẽ đi ra ha. Đi ra và sẽ đi qua một cái khu tiếp theo nữa. Ở bên đây cũng có một cái khu nữa nè mọi người. Mình sẽ đi vòng vòng cái khu này cho mọi người xem ha. Bây giờ thì về rồi, tới giờ người ta nghỉ rồi mọi người ơi, cho nên vắng lắm. Mình sẽ quay sơ sơ. Đây là các chỗ ăn uống của khu du lịch. Đây có một cái nhà hàng lớn nè mọi người. Ở đây có một chú đang ngồi câu cá. Nè
Nè mọi người coi con kênh nè, nước chảy xiết ghê không. Vòng vòng là cây cối, nhìn nó giống như nó ở trong rừng vậy đó. Cái này bình thường á, mà là trong đây là khu ẩm thực đó mọi người. Mà bây giờ thì ta đã về hết rồi, không có ai. Rồi là sẽ đu ngồi đi. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi ra ngoài đây để coi còn gì nữa không, thì mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Đây là phía đi vô trong nữa nè mọi người. Mà trời chiều tối rồi, không dám vô. Đây là khu ẩm thực chợ quê Xẻo Quýt. Nếu mà mình đi nhằm ngày cuối tuần hay là những ngày lễ Tết rồi thì bảo đảm trong đây sẽ rất là đông. Và đây là con kênh chảy. Nhìn con kênh như vậy nhớ quê quá trời mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên thôi. Đây là khu di tích Xẻo Quýt. Rồi bây giờ thì mình sẽ quay ra thì có những cái cảnh đẹp á, mình sẽ quay cho mọi người xem ha. Ở đây cũng có rất nhiều chỗ check-in chụp hình mọi người. Nè, đây có một chỗ nữa nè. Mọi người thấy đẹp không? Đẹp ha. Đó. Rồi ở đây nữa nè. Rồi tiếp theo thì mình sẽ quay cái sơ đồ tham quan du lịch cho mọi người xem ha. Đây là cái sơ đồ nè. Rồi bây giờ thì mình đi qua cầu nha mọi người. Nha, ở ngay chỗ cái cầu đó, có một cái chỗ này để cho mình check in chụp hình nè mọi người. Đó, mọi người có thể đứng đây nè. Chụp hình rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi lên cầu cho mọi người xem nha. Khu di tích lịch sử Xẻo Quýt, bảo tồn lịch sử giữ gìn hồn quê. À, bên đây là bến xuồng mọi người ơi. Đây mình sẽ quay con kênh cho mọi người xem nè. Nằm dọc theo khu du lịch luôn mọi người. Đây là con kênh nằm dọc theo khu du lịch. Nào mọi người xem nè. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua bến xuồng ha mọi người. Bến xuồng thì bây giờ mấy chị chèo xuồng cũng về hết rồi. Đây là bến xuồng, mọi người có thể mua vé ở ngoài cổng á và mình đăng ký
đăng ký đi xuồng ha. Đó, mình sẽ đi ra cái hướng nhỏ nhỏ đó đó mọi người. Phải, mình đến đây sớm thì mình sẽ đi chèo xuồng tham quan cảnh vòng vòng đi cho mọi người xem. Còn bây giờ thì đã nghỉ rồi, cho nên mình chỉ quay khung cảnh vòng vòng cho mọi người tham khảo thôi ha. Đó, đây là bến xuồng. Rồi bây giờ thì đi lên mà thôi mọi người ơi. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi ra thôi. Hết giờ rồi mọi người, 4 giờ rưỡi rồi. Là các gian hàng cũng bán đồ lưu niệm nè. Dạ. Dạ em đi quay xíu à. Dạ. Nãy có mua rồi. Rồi mình sẽ đi ra ngoài ha mọi người. Vậy là mình cũng đã đi gần trọn vẹn cái khu du lịch này rồi đó mọi người. Bây giờ thì mình sẽ ra quay một cái nhà quê tại miền Tây cho mọi người xem ha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu với mọi người một ngôi nhà ở quê miền Tây rồi cho mọi người cùng xem nha. Ở phía trước là có một cái ghế ngồi nè, cái ghế ngồi đây, đây ngồi đây. Ngày xưa á, ở quê mình nó cũng có những cái ghế như vậy nữa, bởi vậy coi lại những cái cảnh nhà như vậy nè rất là nhớ quê mọi người. Chất miền Tây luôn á mọi người ơi. Đây, xung quanh có những cái tiểu cảnh. Và không thể thiếu đó chính là những cái lu nằm ở sau hè. Đây là cái đũng nước. Đây, trong đây là gian bếp. Rồi, vô đây chắc là bị tối rồi. Mọi người thông cảm nha. Nhớ quê ngày xưa quá trời luôn. Bị tối rồi. Có mấy cái thúng, mấy cái nia. Đây là một cái tủ kêu là gạt con rê hay gì đó. Đây là mọi người. Rồi ở đây. Rồi phía đây chính là một cái, trong đây là cái giường ngủ. Người hồi xưa ở đây gọi là cái buồng nha mọi người, chứ không phải là cái phòng. Và đây là gian nhà trước. Gian nhà trước và bên đây có bàn thờ, chân là bánh tét bánh chưng. Rồi bên đây là có một bộ sập nữa. Rồi mình sẽ đi ra ngoài trước. Ở đây thì chắc chắn là phải có một cái bàn để ngồi uống trà. Ngày xưa thì mấy ông già lớn tuổi rồi đó thì 3-4 giờ sáng là đã dậy rồi, cho nên là ngồi như vậy nè uống trà, nghe phát thanh hoặc là nghe radio gì đó mọi người. Mô tả lại cái cảnh của quê miền Tây ngày xưa cho nên rất là nhớ luôn. Và phía trước đây chính là một cái vườn nhỏ nhỏ, một khu vườn nhỏ nhỏ để mình trồng rau, trồng cây rồi đó. Và chắc chắn ở dưới quê miền Tây chắc chắn ở trước nhà sẽ có một cây mai. Chắc chắn
có cây mai luôn đó mọi người. Có mọi người thấy, mọi người có nhớ miền Tây không? Đây mình sẽ quay lại cái toàn cảnh cái nhà này cho mọi người xem ha. Hồi xưa mỗi lần dịp Tết về quê là ông ngoại bà ngoại ngồi ở giữa gian nhà để con cháu vô mừng tuổi lì xì hoặc là đám giỗ rồi đó, về tụ tập lại nấu nướng rất là vui luôn. Bây giờ thì bị mất cái cảm giác đó rồi. Đây là xung quanh ngôi nhà. Và phía bên kia đó chính là một cây cầu nha mọi người. Đây đó, trước cửa nhà thì nhà dưới quê miền Tây thì hay cặp mé sông á, thì trước cửa nhà sẽ có một cây cầu như vậy nè mọi người. Buổi chiều ha, buổi ba mẹ thì xuống đây giặt đồ, rửa chén, còn ba thì đi giăng lưới rồi đó mọi người. Còn con nít tụi mình á thì tắm xong quậy rất là vui luôn, và còn câu cá nữa. Đây kế bên lại là một bụi tre, trời ơi nhớ quê thiệt là nhớ luôn mọi người ơi. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi ra nha mọi người. Mình đã tham quan là giáp khu du lịch rồi đó mọi người ơi. Vậy là mình đã đi tham quan xong khu di tích Xẻo Quýt rồi. Nếu mọi người thấy video này hay, hấp dẫn thì mọi người hãy cho mình một like, một đăng ký và một share nữa nha, để ủng hộ tinh thần mình sẽ đi thêm nhiều khu du lịch hay hơn, hấp dẫn hơn để review cho mọi người cùng xem về đất nước Việt Nam mình. Bây giờ thì cũng chiều tối rồi, khu du lịch cũng đóng cửa rồi mọi người. Thì mình xin tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo nha. Bye bye.